Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Thời gian qua thì có rất nhiều những dòng máy đến từ nhà Asus khá là nổi bật như là Asus Expressbook này, Vivobook hay là ROG. Và đây là Asus TUF F17 với cấu hình là Intel Core i5 11260H và card đồ họa rời là RTX 3050 Ti. Và một chiếc máy có màn hình rộng, cấu hình ngon. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào trải nghiệm chơi game cũng như là thiết kế đồ họa của chiếc máy này. Và nếu như anh em đang là học sinh, sinh viên hay những anh em nào cần một chiếc máy để chơi game có hiệu năng ổn định mà giá thành lại vô cùng hợp lý nữa thì đây có lẽ sẽ là một sự lựa chọn không hề tồi. Anh em hãy cùng bắt đầu ngay sau intro nhé. Đầu tiên sẽ là tổng quan về thiết kế của máy thì cơ bản nó không khác gì so với cái phiên bản là Asus TUF F15 cả. Một em máy là màn hình 15.6 inch, em máy này sẽ là 17.3 inch. Đánh đổi với kích thước to hơn như thế, anh em có một cái màn hình rộng rãi hơn để làm việc giải trí hay là chơi game. Tuy nhiên thì cân nặng của nó cũng sẽ cao hơn. Thường thì những chiếc laptop có màn hình 15.6 inch, laptop gaming ấy, thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 2,2-2,3 kg mà thôi. Còn chiếc máy này nó lên đến 2,46 kg. Nên anh em hãy cân nhắc nếu như có một cái bờ vai nó nhỏ và khi mà anh em cần di chuyển nhiều thì anh em nên chọn một chiếc máy cân nặng nó nhẹ hơn để anh em tiện mang đi. Mặt A thiết kế khá giống với Asus TUF F15 với logo TUF huyền thoại. Mặt dưới với các khe hút gió dạng tổ ong độc đáo, to bản giúp máy hút được nhiều khí hơn, từ đó tản nhiệt sẽ tốt hơn. Về các khe hút gió và tản nhiệt của máy thì sẽ được đặt hầu hết ở mặt sau và ở phía trước màn hình. Sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình trải nghiệm của anh em, sẽ không bị quá nóng khi mà anh em đặt chuột bên này chơi game bởi vì cái khe xả gió ở đây nó khá là nhỏ thôi. Ok, còn về cổng kết nối của máy thì sao? Đây là một chiếc laptop gaming, vậy nên cổng kết nối chắc chắn là sẽ rất phong phú. Ở phía bên cạnh trái sẽ có một cổng sạc chân tròn, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI, hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C và một jack tai nghe kiêm micro 3.5mm. Ở phía bên cạnh phải sẽ chỉ có một khe khóa Kingston và một cổng USB 3.0 nữa. Về những cái cổng kết nối như vậy thì mình cảm thấy đã đủ để anh em có thể giải trí chơi game hay là anh em thiết kế đồ họa để cắm những cái thiết bị ngoại vi rồi. Và một cái điều mình cực kỳ thích đó chính là hầu hết những cái cổng kết nối được đặt ở phía bên cạnh trái, thường là cái nơi mình ít tiếp xúc đến. Còn phía bên cạnh phải đây chỉ có một cổng USB-A mà thôi để anh em có thể cắm cái chip chuột vào đây hoặc là cái bàn phím thì anh em sẽ cắm ở bên trái, tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm di chuột của anh em. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ đi đến cái điều mà đặc biệt bậc nhất ở trên chiếc máy này, đó chính là màn hình 17.3 inch. Chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 17.3 inch, độ phân giải Full HD, độ chuẩn màu 62.5% sRGB, tỷ lệ truyền thống 16:9, độ sáng 250 nit và tần số quét là 144 Hz. Về chất lượng hiển thị thì khá là tốt, màu sắc hài hòa, đẹp mắt và mượt mà hơn hẳn. Đương nhiên rồi, vì đây là màn hình 144Hz mà. Cái viền màn hình thì cũng tương đối mỏng ở cả ba cạnh. Ở cạnh dưới thì sẽ hơi dày một chút vì bản lề nâng máy lên giúp hạn chế cái tình trạng hơi nóng phả trực tiếp vào màn hình. Bên cạnh đó thì cái logo Asus cũng được đặt ở đây. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ đi đến trải nghiệm bàn phím và touchpad của máy. Thì thực sự đây sẽ là một cái điểm mà mình không ưng nhất ở trên chiếc Asus TUF F17 này. Thiết kế bàn phím của Asus TUF F17 là kiểu bàn phím full size với các cạnh phím vuông vức, đèn LED 7 màu cũng được trang bị, điều thường thấy ở trên những chiếc laptop gaming. Trải nghiệm thực tế thì cũng không có gì quá đặc sắc cả, layout đẹp mắt và đã được thiết kế rộng hơn TUF F15 một chút nên cái khoảng cách phím xa hơn phù hợp với anh em nào có cái ngón tay dài một chút sẽ không hề gõ nhầm. Còn về cái touchpad thì thực sự là Asus họ đã bê nguyên cái touchpad của Asus TUF F15 lên đây. Thì mình thấy là nó thứ nhất là về cái cảm quan bên ngoài thì cái vẻ đẹp gần như là không có rồi. Bởi vì là mình nhìn như thế này, một cái máy nó rất là lớn mà touchpad nó nhỏ tí, nó gần như là thiết kế nó không cân đối. Tuy nhiên thì cái cảm giác di này hay là chạm này, vuốt 2-3 ngón thì nó vẫn khá là mượt mà. Tuy nhiên thì đôi khi nó sẽ bị ao màn hình một chút. Và bên cạnh đó cái chuột trái phải này cũng click khá là thích và độ nảy khá tốt. Mình mong là trong những cái lần sau ấy, thì nhà Asus họ sẽ cải thiện cái điều này, sẽ lắng nghe người dùng hơn. Bởi vì đây thực sự là một cái touchpad nó không hề cân đối với cái màn hình 17.3 inch này. Tiếp theo đó chính là hiệu năng của máy khi mà anh em chơi game trực tiếp này hay là làm đồ họa. Đây cũng là cái điều mà mình muốn nói nhiều nhất ở trong video ngày hôm nay. Thì sở hữu con chip nó không còn quá mới nữa, ra đời từ năm 2021 với i5 11260H này.
8GB RAM và ổ cứng là SSD 512. Bên cạnh đó là card họa rời RTX 3050 Ti. Vậy thì hiệu năng chơi game của nó sẽ ra sao? Ở đây thì mình sẽ test thử những cái tựa game nó đơn giản thôi. Valorant này và LOL, anh em hãy cùng theo dõi nhé. Scanning ahead. There they are. Đó là trải nghiệm thực tế của Asus TUF F17 trên những cái tựa game eSport như là Valorant và LOL. Tuy nhiên thì nếu như anh em muốn trải nghiệm những công nghệ nó tốt hơn như là DLSS này, giúp tăng FPS, thì anh em có thể chơi những cái tựa game Call of Duty và Cyberpunk 2077. Tuy nhiên thì mình chưa có cơ hội test ở đây cho anh em. Anh em hãy nhớ follow kênh mình để mình có thể test trong những video tiếp theo nhé. Ok, về hiệu năng chơi game của máy thì mình cũng đã test cho anh em rồi. Thế còn hiệu năng về thiết kế đồ họa, kết xuất video thì sao? Ngoài game ra thì chắc chắn là anh em cũng phải học tập và làm việc. Và cụ thể hơn thì với Photoshop, quả thực là con muỗi. Những cái thao tác add layer mượt mà, cắt ghép hay là mở camera raw, chỉnh màu cũng khá là nhanh gọn và không hề có hiện tượng giật lag gì cả, mặc dù chỉ có 8GB RAM thôi. Còn với Premiere Pro thì máy cũng hoạt động mượt mà, preview thì không hề lag, render video 4K 5 phút thì cũng chỉ mất một khoảng thời gian khá là ngắn mà thôi. Nhìn chung thì về cái khả năng kết xuất đồ họa như vậy đã ổn rồi. Còn nếu như anh em muốn làm đồ họa chuyên nghiệp hơn này, cần hình ảnh nó sắc nét hơn và bên cạnh đó là độ chuẩn màu cao hơn, thì anh em hoàn toàn có thể cắm màn hình rời qua cổng DisplayPort hoặc là HDMI ở đây, hoàn toàn có thể khắc phục được cái điều đó. Bởi vì màn hình của máy độ chuẩn màu chỉ là 62% sRGB mà thôi. Khi mà anh em xuất ra những cái màn hình nó có độ chuẩn màu cao thì chắc chắn là sẽ bị nhợt nhạt, và bên cạnh đó cái độ chuẩn màu nó không ổn định thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của anh em. Ok, và tổng kết lại thì đây sẽ là một chiếc máy cực kỳ phù hợp cho các bạn nào cần một chiếc màn hình 17.3 inch rộng rãi để có thể làm việc và đa nhiệm tốt hơn này. Bên cạnh đó thì cấu hình nó vẫn đủ đáp ứng những cái công việc cơ bản của anh em như là thiết kế đồ họa 2D trên Photoshop này, hay là dựng video Premiere và chơi một vài cái tựa game eSport, thậm chí là những tựa game AAA ở mức đồ họa cơ bản. Và hiện tại thì cái mức giá của nó đang cực kỳ tốt, nó loanh quanh khoảng 19 triệu. Vậy thì anh em nghĩ sao? Với khoảng 19 triệu thì anh em có chiếc máy nào cấu hình ngon và màn hình lớn hơn hay không? Thì anh em có thể để lại ý kiến phía dưới phần comment nhé. Và đừng quên là hãy cho mình xin một like và một subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video đánh giá tiếp theo.